Này cậu kia, cậu ở đâu tới đây đấy? Cậu có biết nội quy của chung cư này là gì không? Chào anh, tôi đến đây để thăm người nhà. Nội quy gì thế ạ? Ở đây người ta cấm không cho mang gà, mang động vật, gia súc vào thang máy. Cậu không biết à? Tôi xin lỗi, tôi mới lên đây cho nên tôi không biết. Lần sau tôi sẽ chú ý ạ. Còn lần sau nữa cơ. Bây giờ cậu đi ra ngay thang bộ đi, nếu không tôi gọi bảo vệ lên đấy. Kìa anh, tôi chỉ lên thăm người nhà thôi mà. Anh thông cảm giúp tôi đi. Người nhà nào? Những cái tên đầu đường xó chợ đến đây mà cũng như cậu ấy, thì bọn tôi biết làm sao được. Chị dâu tôi kia kìa. Chị Trúc ơi! Chị Trúc ơi! Này! Này! Cậu làm cái gì đấy? Tôi xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu. Không cố ý à? Này! Mày đang cố tình gây sự với tao không? Hả? Kìa anh! Anh! Chị Trúc! Ai mà trông giống cường cán thế nhở? Có chuyện gì mà mỹ thế kia? Mà thôi, cứ tránh đi trước đã. Mày muốn gây sự với tao không? Kìa anh! Chị Trúc! Chị Trúc ơi! Chị Trúc! Anh làm gì mà mãi mới nghe máy thế? Anh về nhà đi. Thằng em quý hóa của anh nó mò mặt lên tận đây ăn vạ rồi đây này. Em trai quý nào? Ăn vạ cái gì? Em nói rõ đầu đuôi xem nào. Anh còn thằng em nào ngoài thằng Cường Cám nữa? Chẳng phải Tết vừa rồi mình về quê chả mời nó lên nhà mình chơi còn gì. Bây giờ nó lên thật rồi cơ kìa, còn vác cả gà lên nữa. Về là về thế nào được? Lát còn đi liên hoan với công ty, em quên à? Em cứ chịu khó ở nhà lo cơm nước cho chú ấy, chiều về rồi tính. Anh không về là nó làm loạn cả cái chung cư này lên đấy. Thế nhá, anh về đi đấy. Đúng rồi, tầng 5 đây rồi. Nhưng mà số nhà bao nhiêu nhỉ? Cái thằng này, mày theo dõi tao đấy à? Cho anh hiểu nhầm rồi. Nhà anh chị tôi cũng ở tầng này. Này, mày cứ cẩn thận đấy. Ở đây không giống như ở quê nhà mày đâu, mà cứ thích lang thang. Tôi biết rồi ạ. Mà có đúng là nhà anh chị mày ở đây không? Dạ đúng ạ. Chú Cường, chú lên sao không báo anh trước để anh đón? Đây là người nhà anh Tùng à? Đúng rồi, đây là chú em của tôi, ở dưới quê mới lên. Mà lần sau ấy, anh dặn dò em anh cho cẩn thận mà nhá. Chứ cứ lấm la lấm lét ở đây, ảnh hưởng đến cư dân lắm đấy. Thôi, em đi trước đây. Chào chú nhá. Này, người thành phố ai cũng khó chịu thế à? Cậu ta thế thôi, kệ cậu ta. Đi, đi vào trong nhà. Vâng ạ. Chú đi vào đây. Chú Cường mới lên à? Chú lên có việc hay là lên đi chơi đấy? Dạ, em đến thăm anh chị thôi ạ. Em có một chút cò quê. Gà ở quê là gà nuôi, là gà ngon nhất đấy. Chú cứ để đây, lát nữa chị đem vào bếp. Bây giờ chú đi rửa mặt mũi chân tay cho tỉnh táo đi. Đưa đây chị. Dạ vâng ạ. Cái gì? Anh lo mà giải quyết em trai của anh đi. Lại còn mang gà lên đây nữa chứ, ai mà mổ được. Thì lát nữa em đi làm, tiện qua chợ nhờ người ta mổ cho. Em không làm được. Mà anh này, hay là anh nói khéo cho chú ấy về đi. Thôi, em chịu khó đi. Dù gì Cường nó cũng lên đây. Mà nữa, nó cũng là em trai của anh mà. Chịu khó là chịu khó thế nào được. Nhà thì có mỗi hai người quen rồi. Bây giờ tự nhiên lại có thêm một người. Đã thế, lại còn quê quê nữa chứ. Mà biết đâu chú ấy không về, ở đây mấy ngày nữa thì sao.
Thôi, em chỉ nói đến thế thôi. Em trai của anh ấy, anh tự đi mà giải quyết. Anh biết rồi. Được rồi, để anh nói khéo với chú ấy. Alo anh Tùng à? Em có chút việc gấp ở quê cho nên bây giờ em phải về ngay. Có dịp khác em lên thăm anh sau ạ. Dạ vâng ạ. Tôi chết rồi. Lại quên đổ ở trên đấy rồi. May ghê. Suýt chút nữa thì mang tiếng là đuổi em chồng. Thôi nhanh lên, không xếp chờ. Thôi chết rồi. Tiền xe về cũng chẳng cầm ở đây nữa. Mà anh chị lại lỡ đi mất rồi. Alo, tôi đây. Tôi nhờ ông chút việc nhá. Chào cậu. Tôi hơi bất ngờ đi nhá. Bình thường tôi mời cậu, không bao giờ cậu tới cả. Hôm nay là chủ động gọi cho tôi. Thì anh cũng biết công việc của tôi mà. Bận tối mắt tối mũi ra, làm gì có thời gian đi đâu đâu. Hôm nay mới có thời gian rảnh lên đây thăm anh chị đây. Lên thăm anh chị mà phải gọi cho tôi mượn tiền à? Đại gia Cường Cám mà nói câu này hơi sai sai đấy. Chẳng giấu gì anh, ví tôi đã quên trên nhà anh chị rồi. Chuyện dài dòng lắm. Thôi, chuyện đi của cậu tôi không nói thêm nữa. Mà hôm nay nhất định cậu phải đi với tôi đấy. Chúng ta hợp tác lâu như vậy rồi mà tôi chưa có dịp giới thiệu cậu với nhân viên của tôi. Thôi, cái gì chứ, chuyện này cho tôi xin kháo đi. Mấy cái vụ mà giới thiệu rồi gặp mặt làm quen không phù hợp với tôi đâu. Với lại bây giờ tôi chỉ muốn về quê thật nhanh thôi. Nhịp sống thành phố vội vàng quá, tôi không quen. Này, cậu có gì không vui đấy à? Cường Cám mà tôi quen không phải như thế này đâu. Chẳng giấu gì anh, hôm nay tôi lên đây để thăm anh chị. Tiện thể có mang một ít quà quê lên. Nhưng mà xem ra anh chị cũng chỉ xem tôi là một thằng nhà quê, chân đất mắt tuét. Cho nên cũng chẳng muốn tiếp. Người thành phố khó tính vậy à? Không phải người thành phố nào cũng như cậu nói đâu. Cậu cứ đi với tôi. Tôi cũng xuất thân là người nông dân. Nhân viên của tôi cũng là đa số từ nông thôn lên đây làm việc mà. Chắc chắn sẽ hiểu được cậu thôi. Nhưng mà... Không như nhị gì hết. Hôm nay cậu nhất định phải đi với tôi đấy. Đi, lên xe đi. Cậu xuống xe đợi tôi một lát. Tôi đến xe vào bãi đó. Được rồi. Sao anh chị lại ở đây? Câu này chị phải hỏi chú mới đúng chứ. Mà chú đi đâu để anh chị tìm mãi đấy. Anh chị có làm gì để chú phật ý thì chú cứ nói thẳng ra. Dù gì chúng ta cũng là người nhà mà. Anh chị thực sự còn là người nhà sao? Này, chú đang nói cái gì đấy hả? Anh chị đừng giả vờ nữa. Những gì anh chị nói với nhau em đã nghe cả rồi. Cường này, chắc là chú hiểu nhầm rồi. Anh không... Thôi, chú Cường này, nếu chú đã nghe rồi thì chắc chú cũng hiểu ý của anh chị. Nhìn chú vừa thô kệch, vừa quê mùa, lên đây ở hàng xóm người ta dị nghị thì anh chị xấu hổ lắm. Vậy tại sao
Chị còn mời em lên đây à? Đấy, chính là cái bản chất nhà quê của chú hại chú thôi. Chị mời là mời lịch sự, nhưng mà chú lại tưởng thật. Chú Cường này, anh nghĩ chú không hợp với nơi này đâu. Chú về quê nuôi rau chăn lợn đi. Anh Tùng này, anh đừng quên, anh cũng sinh ra ở nhà quê đấy. Anh cũng từng trồng rau, nuôi cá và chăn lợn đấy. Thật không ngờ anh lại thay đổi nhanh như vậy. Đúng là khiến em thất vọng mà. Chào mọi người. Sếp đã tới ạ. Dạ, em chào sếp ạ. Sếp ơi, bọn em đã đặt sẵn phòng VIP rồi, mời sếp vào trong ạ. Lúc nãy tôi có dặn cậu đọc thêm một suất cho khách hàng quan trọng lâu năm của công ty, cậu đã làm chưa? Dạ, cái đấy em làm xong hết rồi ạ. Việc sếp giao ấy, em đâu dám lơ là. Tốt lắm, đối tác lần này của chúng ta là người có xuất thân từ nông thôn, cho nên là có cái nhìn rất khác về người dân thành phố đấy. Cái này sếp không cần phải lo đâu ạ, bọn em cũng là xuất thân từ nông thôn cả, nên là không dám chê nghề nông đâu ạ. Thật vậy sao? Đương nhiên là như vậy rồi ạ. Nếu vậy thì tôi cũng xin phép giới thiệu luôn. Đây là Cường Cáo, đối tác lâu năm của công ty chúng ta, cũng là đại gia chân đất mà tôi hay nhắc tới đấy. Như thế thì tốt quá. Chú Cường đây là em trai ruột của anh Tùng đấy sếp ạ. Chú Cường, sao chuyện này chú không nói cho anh biết? Mà này, đáng ra anh em ruột với nhau chú phải nói cho anh luôn chứ. Thôi sếp, vậy trong rồi chúng ta bàn việc ạ. Nhưng mà tiếc quá, tôi lại nghĩ người có xuất thân từ nông thôn như tôi với cậu Cường Cám đây lại không thích hợp ngồi cùng mâm với những người xuất thân từ thành phố như hai người đâu. Dạ, sếp, sao sếp nói như thế được ạ? Chú Cường đây tuổi trẻ tài cao, bọn em nào dám khinh chú ấy đâu ạ. Anh chị lật mặt nhanh rồi đấy. Kiểu chú Cường, chú nói kiểu gì đấy? Như thế dễ bị hiểu nhầm lắm đấy. Thôi, không cần phải giải thích. Những gì hai người vừa nói tôi đã nghe thấy cả rồi. Và lại tôi cũng thấy SVM cũng không còn phù hợp với hai người nữa. Mau bàn giao lại công việc rồi nghỉ việc đi. Sếp, sếp nói cái gì đấy ạ? Chuyện này chỉ là hiểu nhầm thôi. Sếp nghe bọn em giải thích đã. Tôi đã nghe rõ từng câu từng chữ của cậu, vẫn còn định giải thích à? Ok anh Cường, chuyện này chỉ là chuyện riêng, tình cảm gia đình thôi. Tôi nghĩ không nên để ảnh hưởng tới nội bộ công ty của anh. Tôi biết là thế, nhân tài nào thì công ty cũng cần, nhưng mà đạo đức cũng rất quan trọng. Dạ, sếp ơi, bọn em biết bọn em sai rồi, sếp bỏ qua cho bọn em lần này ạ. Anh chị tôi không phải là người xấu, chọc ba là họ suy nghĩ chưa được thấu đáo thôi. Tôi nghĩ sau chuyện này chắc là họ cũng nhận được một bài học rồi đấy. Dạ, chú Cường nói phải đấy sếp ạ. Tụi em nhất thời bốc đồng thôi ạ. Được rồi, nếu như cậu Cường đã nói như thế thì chuyện này tôi sẽ bỏ qua cho các người. Nhưng mà chưa xong đâu. Kỷ luật thì vẫn còn đấy. Nói tạm biệt với lương và thưởng của tháng này đi. Dạ, dạ vâng ạ. Bọn dạ. Em cảm ơn sếp ạ. Cảm ơn tôi làm gì? Người hai người cần cảm ơn là cậu Cường, không phải tôi. Chú Cường, anh chị cảm ơn chú. Cảm ơn chú đã bỏ qua cho anh chị. Anh chị hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em chỉ mong anh chị dù có đi đâu thì cũng không quên đi quê hương của mình. Và anh mãi là người anh của em thôi. Anh biết mà. Được rồi, vào trong đi. Mình vào trong thôi.